Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Liên quan đến phóng sự cò vé bát nháo ở ga Sài Gòn trưa 13 tháng 6, Công an quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã mời làm việc đối với một số người trong nhóm cò vé tại ga Sài Gòn và các nhân viên đường sắt phục vụ trên tàu để làm rõ nội dung báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh. Trước đó, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải kỳ một phóng sự cò vé bát nháo ở ga Sài Gòn, phản ánh tình trạng cò vé tàu hoạt động công khai, phức tạp tại ga Sài Gòn. Nhóm người này còn móc nối với các nhân viên trên tàu để bán suất đi tàu chui. Ngay sau đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận 3 cho biết đã nắm bắt được thông tin phản ánh của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Với Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, lãnh đạo đơn vị này cho biết đang chỉ đạo các phòng, ban có liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ các nhân viên có hành vi tiêu cực trong loạt bài. Vị này cho biết, căn cứ trên hình ảnh, thông tin báo cung cấp sẽ làm cơ sở xử lý vi phạm. Cùng thời điểm, Công an phường 9 quận 3 và Công an quận 3 cũng vào cuộc xác minh về nội dung báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh về nhóm cò vé tại ga Sài Gòn. Sáng ngày 13 tháng 6, ngay sau khi báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải bài điều tra cò vé bát nháo ở ga Sài Gòn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận 3 cho biết đã nắm bắt được thông tin phản ánh của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Với Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, lãnh đạo đơn vị này cho biết đang chỉ đạo các phòng ban có liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ các nhân viên có hành vi tiêu cực trong loạt bài. Vị này cho biết căn cứ trên hình ảnh, thông tin báo cung cấp sẽ làm cơ sở xử lý vi phạm. Công an phường 9 quận 3 và Công an quận 3 cũng xác minh về nội dung báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh về nhóm cò vé hoạt động bát nháo tại ga Sài Gòn để xử lý. Cò vé tàu tại ga Sài Gòn, phù phép vé giả cho khách đi tàu chui, móc nối với nhân viên đường sắt bán suất đi tàu lội để trục lợi. Những người nào có mặt trong đường dây này, họ biến hóa thế nào? Mời quý vị đón xem trong phóng sự cò vé tàu náo loạn ga Sài Gòn trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ga Sài Gòn những ngày đầu tháng 6 năm 2024, từng đoàn người tất bật đi các chuyến tàu về quê dịp hè. Đây cũng là thời điểm nhóm cò vé tại ga Sài Gòn hoạt động sôi nổi. Nhóm người này tập trung ở ga từ sáng sớm đến tối, tiếp cận hành khách để mồi chài đi vé lụi mà không cần phải mua vé tàu theo quy định. Chiều 26 tháng 4, tại khu vực ga Sài Gòn có khoảng 10 cò vé đang hoạt động. Nhóm này thường tập trung ở một cửa hàng thức ăn nhanh cạnh quầy bán vé, rồi tiếp cận người trễ tàu hoặc không mua được vé. Thời điểm này có khoảng 20 hành khách bị trễ tàu hoặc không mua được vé nên phải tìm đến nhóm cò hoạt động tại đây. Lượng khách đông, nhóm cò liên tục gọi điện đi ra đi vào hỏi thăm, trấn an khách đang ngồi đợi tới giờ tàu chạy. Trong thời gian ghi nhận, chúng tôi nhận thấy các cò vé tại ga Sài Gòn đều có mối liên hệ với các nhân viên làm nhiệm vụ trên tàu. Khi cò tìm được con mồi, sẽ điện thoại cho nhân viên đường sắt đề nghị bố trí chỗ. Sau khi thỏa thuận xong xuôi, khách chỉ việc qua cổng soát vé, sẽ có người đón lên tàu rồi trả tiền. Cứ mỗi lần móc nối thành công một người đi vé lụi, mỗi cò vé sẽ được hưởng 100 đến 500 ngàn đồng tùy quãng đường di chuyển. Số còn lại thì các nhân viên đường sắt móc nối cho khách đi tàu lụi hưởng lợi. Chiều 26 tháng 4, phóng viên liên hệ quầy bán vé tại ga Sài Gòn để tìm chuyến tàu có lộ trình Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng. Tại đây, nhân viên bán vé cho biết: "Khi thì bán vé rồi ạ. Nếu mà lòng vé thì ghế ngồi 85 và giường nằm khoảng 42 ạ." Dù hết vé, tuy nhiên một cò vé tên Châu khoảng 40 tuổi tiếp cận chào mời suất đi tàu chuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng. Đi ngồi hả? Ngồi 800. Ngồi 800. Mấy giờ? 7 giờ rưỡi. Với lại 9 giờ 5 hay 9 giờ 10 thì quên mẹ. SD2 với SD4 với SD12. Đại diện đặt cái gì đi cha, không đặt sau là lấy vé đi. Đặt quá hả? Đặt thì 200 nha.
chưa? Còn không thì đưa lại cái chứng minh cho chị này, chị đi hỏi. Sau đó, người này dẫn chúng tôi vào một cửa hàng nơi có nhiều khách đi vé lụi. Tại đây, bà này bắt đầu điện thoại cho các đầu mối tìm vé lụi cho chúng tôi. Sau một hồi điện thoại cho nhân viên đường sắt, chúng tôi được cò châu cho biết đã có chỗ trên chuyến tàu SE4 xuất phát lúc 19 giờ tối và yêu cầu đưa trước 200.000 đồng đặt cọc. 18:30, bà Châu gọi phóng viên ra một góc vắng người rồi cho số điện thoại của người tên Tuấn và đưa chúng tôi lên tàu. Theo hướng dẫn của bà Châu cùng nhân viên trên tàu tên Tuấn, chúng tôi trót lọt lên tàu. Ngoài việc móc nối xử lý cho khách đi chui qua điện thoại, các cọ vé tại đây còn quyền lực yêu cầu nhân viên đường sắt ra ngoài trực tiếp dắt khách lên tàu mà không cần qua cổng soát vé. Việc thực hiện quy trình trái ngược này cho thấy một lỗ hổng cực kỳ lớn trong việc kiểm soát hành khách lên tàu tại ga Sài Gòn. Sáng 27 tháng 4, các chuyến tàu từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết đều đã hết vé. Thế nhưng nhiều cò vé tại ga Sài Gòn vẫn liên tục quảng cáo mình có suất đi tàu. Thấy chúng tôi lang thang, một cò vé tàu tiếp cận chào mời suất đi lụi. Khi biết được lộ trình, ông này chuyển chúng tôi cho một người cò vé khác tại ga tên Hai. Tại đây, người này đã điện thoại cho một nhân viên trên chuyến tàu sắp chạy đề nghị bán suất đi tàu chui. Chỉ vài phút sau, nhân viên trên tàu xuất hiện dắt khách hàng đi thẳng lên tàu mà chẳng cần qua cổng soát vé. Thực tế, việc kiểm soát vé tại ga Sài Gòn hầu như không có hiệu quả. Có trường hợp khách đi tàu dùng vé của người khác cũng lên tàu dễ dàng. Thực tế này chính là một nguyên nhân khiến ngành đường sắt chật vật tìm lợi nhuận. 5:50 ngày 29 tháng 4, sau khi kiểm tra là chuyến tàu Sài Gòn Đà Nẵng không còn vé. Tuy nhiên ở bên ngoài, các cò vé vẫn bán vé lụi cho lộ trình này. Thấy chúng tôi lang thang, một người đàn ông tên Hiệp mặc trang phục của nhóm nhân viên bốc xếp tiếp cận hỏi hành trình. Sau đó, người này vừa điện thoại vừa đến quán cà phê gặp một nhân viên đường sắt đang ngồi tại đây. Vài phút sau, ông Hiệp quay lại báo giá. Bây giờ là giá vé là 1.3 giường nằm thì lấy có 1.2 thôi, 1.1 hai người 2.2. Hai người nằm hai giường luôn. Một phòng luôn, lên sắp chạy rồi. Ghế ngồi cũng là 9.875.000 rồi. Như 900 mẹ bỏ thêm trăm mấy nằm mẹ rồi đi. Được chưa? Rồi đổi lấy xuống ngồi chuyến tàu đi. Lấy vé vô. Chúng tôi đồng ý với vé lụi mà ông Hiệp chào mời và được cho vào sân ga, đi thẳng vào bên trong toa số 3 thì có một nữ nhân viên đường sắt đang đứng đợi. Thấy chúng tôi, người này hướng dẫn vào giường nằm số 25-26 mà chẳng cần mua vé. Kỳ sau, phóng sự tiếp tục với việc bóc trần các thủ thuật phù phép cho khách không vé lên tàu của các nhân viên đường sắt. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!